Nam quốc sơn hà, nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khang thú bại hư. Ông là ai? Đây, công tử cứ xem bức thơ này rồi sẽ rõ tôi là ai. Đây là bút tích của di mẫu ta, Lý Ngân Hiền Điệp. Di mẫu cho Hiền Điệp biết, người mang thơ này là một cận vệ tâm phúc của cha Hiền Điệp trước kia, mà nay là thân tín của di mẫu. Người sẽ cho biết cái chết của cha Hiền Điệp mà đã từ lâu triều đình cố che giấu. Thượng Dương Hoàng Hậu ký bút. Người là thân tín của di mẫu ta sao? Phải. Và tôi vâng lệnh của lệnh bà tìm công tử để trao cho công tử một mảnh huyết bào này. Lý Ngân hỡi, trước khi cha sắp chết, gượng tàn hơi để viết bức thơ này, lấy mực bằng giọt máu đầu ngón tay và xé mảnh chiến bào thay giấy viết. Cha bị giết về tay Lý Thường Kiệt, đoạt đầu cống để chiếm hết quy quyền. Chữ phụ thù thầy bất cộng đái thiên, Lý Thường Kiệt phải đền bằng nợ máu. Vĩnh biệt con yêu dấu, cha Lý Quang Chiên. Trời! Đường quốc công Lý Thường Kiệt vì tranh công đã đạt cao quyền vị mà nỡ giết chết cha tôi. Thế gian có lắm chuyện điêu ngoa, ấy cũng chỉ vì lòng người đầy tham vọng nên hắn đi giáng chức Lý Đạo Thành là bá phụ của công tử vào Trấn Nghệ An. Nên giờ này tất cả quyền hành đều nằm trong tay của hắn. Vậy mà tôi cứ tưởng Lý Thường Kiệt là một đại thần liêm chính công minh, nên đem hết nhiệt tình của tuổi trẻ chế tạo một xa xây thành dựng lũy. Công tử, Thượng Dương Hoàng Hậu còn dặn kỹ, công tử hãy lưu tâm bà Linh Nhân Thái Hậu. Linh Nhân Thái Hậu? Phải. Vì chính ỷ lan ác hậu đã dựa vào Lý Thường Kiệt trong tay của tất cả quyền hành, nên đã tông giam Thượng Dương vào nơi lãnh thất, trọn một đời xuân sắc phải khóc thầm trong bốn bức tường đá lạnh rêu phong. Nhưng công tử đừng quên, đừng quên hạnh hoa vệ quý là dưỡng nữ của kẻ thù, người mà hai năm trời chờ đợi cho công tử mãn tang gia
thì đôi uyên ương sẽ bái tơ hồng mà nên duyên chồng vợ. Công tử, liệu công tử có dám mạnh tay gươm cái đứng trước cảnh trái ngang không? Hạnh qua, hạnh qua. Chứa trang tình anh ơi, hãy lắng nghe ve gọi sâu, ve buồn thương nhớ ai mà gọi nhớ. Nhặt hoa trắng cài lên tóc em, nét yêu kiều làm hồn ngất nghe hôn. Lửa thưa từng cánh hoa rơi lìa cành, như hờn ghen với ai người thương ơi. Gọi tình em gọi tình anh, bao lời chung thủy với hương yêu. Còn trăng sáng còn con suối mơ, vẫn tình là tình ta vẫn nguyên tròn. Nguồn qua đường sắc khoe hương nồng nàn, cho tình mang ý thơ. Công tử, nam nhi chữ hiếu phải làm đầu. Công tử, hãy chọn lựa kỹ càng giữa chữ hiếu và tình. Tôi sẽ về báo tin cho hoàng hậu thượng dương được biết. Chủ tướng ơi, rồi đây chủ tướng sẽ thỏa hờn nơi chính suối, vì đã có một hiếu tử báo thù cha. Phải, trước mắt ta một màu máu đỏ, máu của kẻ thù phải nhuộm thấm tay ta. Lên nhân hoàng thái hậu giáng giáng bơi. Ta miễn lễ chư khanh. Tâu thái hậu, chắc có điều đại sự chôn triều đình, nhọc thánh thể đăng trình rời cung điện. Chư khanh ơi, việc nước bông dài dành dương miệng, chuyện dân sao xuyên nổi lo âu. Tống đã động binh hàng vạn cả ba châu, quân lượng quảng kinh hồn sức mạnh. Thế mà đất nước ta lại có kẻ tai ngơ mặt lạnh, nhưng cũng có người giàu dãi nắng sương, yêu quê hương luyện giao rèn thương, cùng xây đắp trường thành như nguyệt. Còn linh nhân thái hậu ỷ lang này, nhớ thuở nào chỉ là một cô gái hái dâu, thanh thơi dưới chân cầu ngồi vết lúa, mà nay trên ngôi báo cầm quyền thái âu vua. Dòng lệ đồng ố quen trên đôi má thanh xuân, hằng ngày xót tình thương dân, bơ vơ lưu lạc phong trần, sống cuộc đời vất vả gian truân. Bởi quân giặc phương Bắc đã bao lần gây chiến tranh khốc liệt muôn phần, bao gia đình ly hận vong thân. Cái quân tàn ác bất nhân đang mưu toan sắm bài kế hoạch, giáng cấp rồi phục chức vương ngang thạch, chờ bất ngờ hai mặt tấn công. Hồng
đánh phá chiếm non sông chớ cậy chi người đông đất rộng. Toàn dân ta dùng lên chuyển động, quyết đập mà tan vỡ mộng con trời. Cùng nhau chỉ nói có một lời, truyền thống đã lâu đời, dù chết thôi quyết không làm nô lệ. Bao lần quân tác tại giả mang, xâm lăng đều bị bẻ gãy nát tàn, sao vẫn còn nơi mộng chim gian sang. Thần sinh ra chúng biên quan ngăn chặn quân bảo ngược tỏ tài ba thao lược, quyết một lòng quyết giặc lập công. Toàn dân hiệp lực nguyện nước sông, kết đoàn tướng sĩ quyết tiên phong, trí tâm nguyện giữ vững non sông. Tàu Thái Hậu, nếu giặc sắp bài kế độc, ta phải chiếm lấy tiền cơ. Trong khi giặc bận động binh ở đất Ba Châu, lập tức thần sẽ xua quân đánh dập đầu tiêu diệt. Hay lắm, nhưng ta là quả phụ đang buông rèm chấp chính thay ấu quân, mọi quyết định đã giao phó cho thượng phủ và triều đình định đoạt. Muôn tâu Thái Hậu, thượng phủ còn muốn tâu điều chi? Tâu thần muốn nói đến lòng nhân từ đại lượng của lĩnh bà. Ta hiểu rồi, phải chăng khanh muốn nhắc tới Lý Đạo Thành? Muôn tàu đúng như thế. Hình như điều này khanh đã nhắc ta tới 3 lần rồi thì phải. Tàu Thái Hậu, việc quốc gia đại sự dù nhắc tới 100 lần thần cũng vẫn cứ quỳ tâu. Cớ sao khanh đặt tất cả lòng tin không sợ chết về tay người mà triều đình cho là gian tặc? Gian tặc à, muôn tàu Thái Hậu, xưa nay mọi người vẫn nghe danh của ông Lý Đạo Thành, đồn gian nức tiếng lành, từng hiền thần ghi tạc sử xanh, suốt đời liên kết với công khanh và những đinh cùng anh, để tẩm trừ hết bọn gian manh, vì dân vì nước đấu tranh 18 năm quyết liệt sức già không biết mệt, ít có người canh giác đảm đường. Lý Đạo Thành quả thật đấng hiền lương, giữ gìn ngôi kỷ cương, ta vì canh chẳng ngại lo lường. Cho đất nước thật hùng cường, để toàn dân thấy rõ tâm tường, chung sức từ thôn và đến cùng trường. Chung sức từ thôn và đến cùng trường, để tỏ lòng nhân đức và tình thương, ta sẽ tha cho thương dương hoàng hậu, thoát khỏi cảnh chim lòng cá dầu. Tha thượng dương toàn dân mến đức hằng tâm quan, kinh phục muôn đời, đức tiên quân chính xuôi sẽ mỉm cười, ơn lĩnh bà rộng tở biển khơi. Lòng đố kỵ hằng sâu câu thù nghịch, nỗi hờn ghen ngàn kiếp cũng khó dung. Thượng phụ ơi, lâu nay kẻ địch cho chuyện của ta và thượng dương là chuyện của đàn bà, mà phàm là đàn bà sao có thể thư tha cho tình địch.
chúng sẽ thất bại vì đã xem thường linh nhân thái hậu Ý Lan này. Lĩnh bà không để mối sầu riêng làm mất cái vui chung, tha một thượng dương người lấy được cả tâm lầm của hoàng tộc, nổi thêm dòng tay để ngăn cơn bão lốc. Bởi không bỏ một dòng nước nhỏ nên mới có biển đâm. Làm như vậy thì dân ta trên dưới một lòng, cái cơ việc vong của quân xâm lược đã bày ra trước mắt. Bày ra trước mắt. Nhưng thượng phụ ơi, tông đã động binh mà thành lũy chưa xong. Theo lời thượng phụ đã tâu, phải 2 năm trời mới hoàn thành thiên hào như nguyệt. Muôn tông, nước Nam ta địa linh sanh nhân kiệt, ngoài việc xây chiến hào, hạ thần còn chiêu tụ anh hào. Mới rồi có một thiếu niên đã tạo nên hàng trăm cổ mọc xa, giúp ích cho việc đắp lũy xây thành sớm hơn dự định. Sớm hơn dự định. Gã thiếu niên ấy trong hàng cơ ngũ của thượng phủ à? Dạ không, thiếu niên ấy theo lời đốc quan Đoàn Quý là một thôn dân mộc mạc, ngoài việc chế tạo mộc xa, người còn kiêm toàn võ nghệ, hiện thần đã cho dời đến để khao lao và thu dụng. Hay lắm, vậy thượng phụ hãy cho gã đến đây. Tuân lệnh. Đốc quan Đoàn Quý và thiếu niên ấy vào bái mạng nương nương. Dạ, chúng dân hèn mạt xin ra mắt hoàng thái hậu nương nương và đôn quốc công thái quý. Ta miễn lễ. Này thiếu niên kia, tên tuổi chi quê quán nơi nào, hãy phân tỏ đuôi đầu gốc ngọn. Tâu thái hậu, bẩm đại nhân, chúng tôi là kẻ bần dân, sống nương thân trong nghề hạ bạc, dùng dây chuông biển sâu, thuyền lưa sóng bạch đầu. Chuyên nghề chài lưới thả câu, hai cha con từ lâu cư ngụ, lấy biển cá làm nhà. Thần danh gọi là Đỗ Phương, ngày nay đây quân giặc Bắc Phương, đem hùng binh mở đường xâm lược, cậy người nhiều chiếm đất lẫn dân, chúng tôi nguyện góp phần chung sức diệt thù nhân. Quả nên trang anh hùng đám được ngoài biệt, tài chế được mộc xa, việc cung kiếm như hà, chắc hẳn là võ nghệ tinh thông. Bẩm đôn quốc công, tôi hằng thao luyện nghề cung tên thi đua thực hiện, bằng mắt con chim nhãn đầu đàn, ra ngoài khơi chỗ tài xã tiện, Bắc Kinh ngư đai biển từng đàn. Quân sĩ cũng tên hãy xuất bài hồng tâm kiếp treo lên. Nam nhi cổ lai chinh chiến hề, nhật tiên ra tài cho rõ danh. Nhi tiên ra tài cho rằng nam nhi, chí anh hùng dọc ngang 4 phương, người lạc long hồn rồng tiên, còn gì hơn đẹp tờ bài ca. Oh.
tròn chữ hiếu thân. Đành cam các đức mối duyên trần, bao giờ múa giáo bình giặc thù trả nợ dân. Hạnh Hoa, anh đừng bước tới nữa, đôi ta đã chia bờ ranh giới. Hạnh Hoa, nhìn tận mặt nhau càng gợi mối đau. Thân tội đồ này kính bái Hoa cô nương. Lý Ngân, tiếp trách bay sau chàng cay nghiệt gây đoạn trường thống khổ cho Hạnh Hoa. Vì người tham vọng khơi dòng lệ đổ, hận thù phải trả bằng máu đỏ trong tim. Thù hận gì? Sao chàng không nói rõ cứ lặng im? Thù đốn quốc công đã giết cha ta tranh quyền lực. Mù quáng! Nghĩa phụ ta là một bậc công thần nhân đức. Nhân đức? Chính nàng đã mù quáng mới binh vực cho cha. Không phải thế, nghĩa phụ ta lòng ưu ái bao la. Người đã lầm lẫn gây ra bạo động. Tình của đôi ta chỉ còn là ảo mộng. Nhưng mộng đã tan rồi. Hạnh Hoa ơi, khuyên nàng đừng ấp bóng hờn đau. Nhớ năm xưa đuổi bướm dưới chân cầu, ta gặp gỡ lần đầu bên hồ văn. Trên suối tóc chàng cài lên hoa trắng, tay cầm tay, mắt đôi mắt, một lời nguyện chờ đón buổi giao quang. Nào ngờ chàng phủ lên đầu tôi mảnh khăn tang, thay hoa trắng nhuộm toàn bằng máu lệ. Giờ gian một mối tình đầu ngàn năm chồng chết còn gì tuổi xuân. Nếu như đó còn núi ảo vọng hận thù vô nghĩa, thì ta đây vẫn làm con quyết sẽ đương đầu. Còn ta, mối thù chá tim ốc đã khắc sâu, việc báo oán trước sau không thay đổi. Quyết dùng kiếm giết tên phản bội. Ta sẵn sàng chịu chết, Hạnh Hoa hãy xuống tay. Nếu biết rằng Ngân đã giết cha, thì Hạnh Hoa ơi, sao nàng lại run rẩy đôi tay, không xuống lưỡi gươm ngay cả
gác ý định mà từ bấy lâu nay ta đã quyết tâm tìm tới, để giết cho được cha nàng, trả thù kẻ gian tham tranh cướp đoạt công đầu phản bội. Nếu như nàng còn có can đảm ngăn đường cản lối thì ta sẽ quỳ dưới chân nàng để chuộc vì ta muốn được chính tự tay nàng cầm lưỡi gươm thiền cắt đứt mối duyên thề. Giờ đây trong ta chỉ còn lại quá tim rơi máu não nề, đành nhắm mắt buông xuôi cho cuộc đời vùi dập kẻ suy tình đơn độc lẻ loi, ấp ủ mảnh hồn côi sống trên cõi đời vô vọng. Duyên ư ban đầu đến nay xóa tan tình ảo mộng, dính biệt cố nhân và kiếp sống. Hoàng đế niên hiệu Thái Ninh, nhiếp chính triều đình, ỷ lan thái hậu, chiếu phê ẩn dấu, ghép tội Lý Ngân, ám sát đại thần, sát nhân giả tử, công đồng xét xử, trảm thủ Biêu Đầu. Trời!
quốc công, thái hậu sắp lâm chầu mà bóng giá Lý Đạo Thành đâu vắng bạch. Tôi e lòng người thay đổi, hay lão ta vẫn cưu mang trong dạ mối thù xưa. Có lý nào? Kêu vệ tướng quân đừng sốt ruột, kẻ trưởng phu chữ tin phải làm đầu. Kìa, tướng quân hãy nhìn xem có phải là bóng dáng của quan tệ chấp đã đến. Đúng như thế. Lý Huynh, kính chào Lý Huynh. Thế hèn này xin bái mừng thái quý. Kìa Lý Huynh, thành tôi đến chậm thật muôn dạng đắc tội, để đôn quân công phải đổi trời đứng đỡ ngoài mưa. Không sao, không sao, cả hai ta cùng thấm giọt mưa xa, tình liêu hữu càng đậm đà mật thiết. Xin đừng vì tiểu tiết mày tể chấp vào đền. Thưa Lý Huynh, từ nay chúng ta cùng cộng sự, trước hết phải có được lòng tin. Lòng tin? Thưa thái quý, lòng tin nếu chỉ là một tiếng nói suông thì chắc thành này chẳng dám chiếm được lòng tin của thái quý. Lão huynh nói thật chí lý, mà để đây cũng không chỉ nói suông. Kìa, lão huynh hãy nhìn xem, đây là áo mão cân đây. Triều đình ban quyền lực chức tể chấp quan đứng đầu tột bậc, kim bình là chương quân quốc thái sư. Nhưng lão phu muốn được rõ thật hư lòng hãy còn đắn đo. Đến giờ này hòa hợp thực thấy chưa? Xin cho nên lo ngại ta cùng phải lập mà công để giữ gìn mảnh đất cha ông. Cáo huynh quyền là lớn nhất non sông. Lòng tự hỏi lòng, lời nói ấy có đáng tin không? Tôi chẳng cần quyền tước diễn vong, chỉ muốn tìm sự thật bên trong. Lão huynh yên tâm, nếu quân Tống cướp được giang sơn Đại Việt thì hậu thế sẽ hỏi vì sao Lý Thường Kiệt để mất non sông. Chớ có ai còn hỏi chuyện ở bên trong tôi ưa hay không ưa gì quan tể chấp. Đó là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai, sao đồn quốc công lại nhường quyền chấp chinh non sông, khiến cho thành tôi lòng phẫn dân chưa rõ. Lão huynh ơi, lời tâm quyết nửa câu vừa phấn tỏ, đối với chúng ta thì việc đó rất thiết thân. Tôi nhường quyền cho lão huynh, đó là quyền cao cả của non sông Đại Việt. Hay, hay lắm. Tự dài lời khí tiết, đây đâu phải là Lý Thường Kiệt mà chính là tinh hoa của non nước này đã ôm đúc tạo ra, đánh giặc giữ nhà xây dựng quốc gia. Thành tôi xin nữa cùng ngài gánh vác. Lý Đạo Thành, Lý Thường Kiệt, hai ta nguyện chung sức diệt xâm lăng. Bẩm đôn quốc công, chúng tôi đã áp giải kẻ sát nhân đang đứng chờ trước điện. Hãy dẫn vào. Tướng lệnh. Mời lão huynh an tọa để kiệt này xử tội kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân à? Đã làm kinh động linh nhân thái hậu và ba quân tướng sĩ ở Nham Điền, mà thiếu niên ấy mới tròn 20 tuổi. Đỗ Khương, trước công đường mạo khai tường tử sự, duyên cớ nào người am tiễn ta? Bẩm thái quý, hắn không phải là Đỗ Khương mà là Lý Ngân Đường đi. Ba phụ, thì ra Đỗ Khương là Lý Ngân đó à? Dân, Lý Ngân đã giả biệt lão phu trở về Nguyên Quan, nhưng đến ngày kỷ dỗ nghiêm thân, sao hôm nay có ngờ đâu thọ tội chung các lân. Nguồn đen căn lão phu chưa tường tận, nếu phải tội xin ngài trừng trị tội. Đừng vì thanh thể mất việc công. Ngân giết tôi nhưng thù chẳng để lầm, vì tôi nghĩ duyên cớ chắc có điều quẩn khúc.
huynh thọ chức bình chương quân quốc, để nhờ thái sư cật vấn rõ căn nguyên. Trước mặt quốc công thành tôi đâu có dám tử chuyên, nhưng cũng xin được vài lời tra gạn. Lê Ngân, dạ, cha cháu mất ta mang về nuôi dưỡng, giải sử kinh đạo đức của thanh nhân, giả biệt ta cháu về để lo tế táo mộ phần, sau này lại có mặt nơi này rồi gây ra điều thù hận. Ba phụ ơi, vì mối thù cha còn canh cánh bên lòng, nợ xương máu phải trả bằng nợ máu. Lê Ngân, cháu nói gì ta không hiểu, sao lại có chuyện nợ xương máu hận thù cha? Vì đường quốc công mưu sát phụ thân con. Sao? Ta mà giết cha ngươi à? Phải, hổ sống chung rừng, sẵn sàng dù nhau. Nơi chung xa trường hai tướng tại bên nhau, chỉ vì hờn ghen công can, xin nghĩ thù hận mưu sâu, thì giết người có khó gì đâu. Lý Ngân, cháu ơi đừng nghe ai xúi dục, những lời bịa đặt vu vơ, cha cháu khi xưa ra bình giặc, cùng quốc công khuôn cò xã tắc, đôi bạn thân mật thiết sống chết không rời. Trận bình an quân giặc chạy xa, dời cha cháu một ngựa một người, bị giặc bắt rồi tử tiết báo non sông. Ngụy biện chỉ hoài công, vì đã có quyết bào này, ôi quốc hận dân đầy, giữ phụ thù phải trả cho xong. Lý Ngân, người nông nổi quá đã trở thành ngu muội rồi. Nét chữ này nào phải của em ta? Thuở bình nam giặc dữ dây can qua, bầu nhiệt quyết sục sôi lòng dũng tướng, truy cản địch giữ an bờ cõi, lỡ xa cơ cha cháu bị phục binh, lễ tuôn tràn dịch tướng sĩ hy sinh. Giặc đem chức tư công khanh ra khuyên dụ, nhưng dời khi quách anh hùng sang ngời với tinh tú, cha cháu khuyên xin là quyết giữ trọn tâm lòng chung kia mà. Trời, trời ơi, tôi đã làm một phút giây nông cạn, phải ôm hận đến ngàn thu. Tôi phải biết tin ai, tôi phải biết tin ai với lá thơ này. Bẩm quốc công, đây đưa cháu cuối cùng chi tộc, là kẻ tội đồ mưu sát quốc công, tội nó hồ đồ làm bên nhục gia phong, lệnh tha giết tùy quốc công định đoạt. Kìa lão huynh, đừng làm thê không nên. Lý Ngân hiền điệp, ôi tội cho cháu của ta đã bị kẻ ác gian gieo sắc quan thù vào cân não, khiến tuổi thanh xuân lạc nẻo gian tà,
lúc quê hương bừng khói lửa can qua, nếu ta mãi giết nhau sẽ là cái lợi cho bọn ngoại bang xâm lược. Trời ơi, kẻ tội đồ cúi đầu phụ phục chưa quỷ linh của đại nhân cao cả như bách tùng cao dời dời, trơ gan cùng sương gió bão bùng, một đấng anh hùng ngàn thuở kính yêu, xin ngài hạ lệnh khai đao mà tim này dơi bơ khổ đau, đỡ dài xé tâm hồn ngu muội mờ trí khôn. Đã thể tử sanh cùng mà cha trao lúc sinh tiền, nay âm cảnh dương trần lòng ta luôn xót xa, trao hải nuôi lòng yêu nước thiết tha, cùng trăm đời sang hà phân biệt kẻ chính tà, chẳng phí một tài ba. Chào mơ cúi đầu phủ phục bái tạ ơn sâu rộng biển trời. Thưa lão huynh, sông núi sắp điêu tàn trong khói lửa, cần cánh tay kiệt liệt giữ biên cương. Tôi sẽ trình lên thái nương tha tội tử cho Lý Ngân, để chung sức giết thù chuốc tội. Đa tạ quốc công. Dạ, Lý Đạo Thành phủ phục trước sân đơn, lời kính chúc nương nương vạn vạn tuế. Lão quan hãy bình thân an tọa. Nay cả triều nội đang lo mưu ngăn giặc, nên ta mời hiền lương cùng bàn kế sách diệt thù. Xin hỏi y lão phu giúp mưu cơ dựng nước. Ơn lưỡng cả đền rồng tha tội trước lại cho bàn mưu lược cứu non sông. Lão thần xin mạn phép hỏi quốc công, chưa các quan ái có bố phòng chuẩn bị chưa? Thưa lão huynh, tôi sẽ lấy ải quan quyết lý là địa đầu đấu trí thi tài. Ải động giáp là ải thứ hai, sau nữa là dành đại như nguyệt. Người làm tướng trước tiên phải biết đánh bằng lòng cương quyết hy sinh, đánh bằng khí thiên sông núi nước Nam mình, đánh bằng quyết không có giống nòi hồng lạc. Kiệt xuất, kiệt xuất. Vậy còn quan tế chấp, có thể cho ta nghe được kế sách an dân trị quốc, giữ vững được xa tánh miếu đường, và sự duy trì ổn định ở hậu phương, khi tế quân lương đưa xa chung chiến trường. Nước hết phải điều hòa cán cân nặng nhẹ, sử dụng người có đức có tài, khơi dòng sông lấy nước cây ruộng ngoài, lập pha trường chọn kẻ sĩ tương lai. Lo cho dân phải thương dân thành thật, phần các quan bớt giấy mực sườn ra, tránh quấy nhiễu nhân dân và gây rối phiền hà. Tiết kiệm của kho đừng phung phí kiều xa, mỗi lệnh chỉ ban ra vì dân mà cân nhắc. Công nghệ biểu dương người trổ hết tài nghề, khuyến khích dân cài làm lợi đất ở thôn quê, bảo vệ thuần phong mỹ tục của nước nhà. Qua đây là bậc văn tài siêu việt, có Lý Thường Kiệt phải có Lý Đạo Thành, kẻ văn người võ giữ nước giúp dân lành, hai bậc công thần danh bia tạc sử xanh. Quả đất nước anh linh đã sanh ra nhân kiệt, ngàn năm giữ vững non sông Đại Việt, toàn dân cùng đồng lòng cương quyết, nhất định là đuổi giặc khỏi biên cương.
xin đồng thanh cùng chúc miêu đường chọn được người chấp chính hiền lương. Kẻ ra đi thề sống chết nơi xa trường, người ở lại thề gìn giữ kỷ cương. Trước viên khánh điện, ta lĩnh nhân hoàng thái hậu sắc phong Lý Đạo Thành chức bình chương quân quốc thái sư. Thái hậu vạn vạn tuế. Văn của Lý Đạo Thành, võ có Lý Thường Kiệt. Đại Việt ta miên trường vĩnh cửu. Miên trường vĩnh cửu. Tâu Thái hậu, dân thánh ý vào lãnh cung ban chí kiệu, nhưng thượng dương hoàng hậu chẳng nhập triều. Lệnh phán truyền, nhị thư triệu thượng dương hoàng hậu. Tuân lệnh. Dạ, tâu Thái hậu. Ta cho phép nhà ngươi cứ nói. Muôn tâu, hoàng hậu thượng dương bảo rằng lệnh của nương nương chỉ dùng cho triều thần văn võ, còn đối với bà, lệnh ấy chỉ là xương bám nhanh dương. Dạ, bà còn nói suốt đời bà chỉ tuân lệnh của tiên dương. Nói thế Thái hậu gia lâm. Thái hậu giáng dạ. Tuyên nhập. Hoàng hậu vạn vạn tuế. Sao các người cũng còn nhớ ta là hoàng hậu thượng dương nữa à? Vậy mà ta cứ ngỡ suốt 2 năm dài vùi thân trong lãnh thất, sau 3 ngày tiên đế xa băng, triều đình chỉ còn biết một thái hậu linh nhân. Ngờ đâu văn võ triều thần vẫn còn nhớ ta là mẫu nghi thiên hạ, nên cúi đầu phủ phục tung hô. Linh nhân, ngươi thấy đó, ta và ngươi, ai đã thắng ai? Đức hạnh này đã khắc sâu vào cân não của muôn người. Tài sắc này, dù ngươi muốn khuất lấp cũng chẳng xóa mờ nhân ảnh. Phải vậy không Cát Khanh? Sao các người yên lặng chẳng một lời đáp lại? Có cả ngài Lý Đạo Thành ở đây nữa à? Thôi, ta biết rồi, đã đến lúc sao mờ trăng lặng, đã đến hồi qua rụng lá rơi. Chỉ một ngày thôi mà ta đã đợi đến 2 năm. Ý là hãy phán lệnh, đừng kéo dài trò thô bỉ. Ta sẵn sàng hầu tiên đế chốn thiên cung. Không, bà đã lầm rồi. Ta lầm à? Phải, ta mời bà tới đây là để hàn gắn tâm tình. Bà hãy nhìn kia. Một dải lụa bạch, một chén thuốc độc, hay là một lưỡi gươm
giải lụa bạch, không chén thuốc độc, cũng không phải một lưỡi gươm. Ta được trở về ngôi vị như xưa. Vậy là sao? Không, ta không tin. Vì ta với linh hữu cùng là phấn đàn bà, lòng ghen tức khó tha cho nhau được. Không, ta tha cho hoàng hậu là vì diệt nước, và cũng vì sự liên kết của hoàng gia. Vậy thì giữa hai ta đâu phải chuyện đàn bà, mà là chuyện của quốc gia đại sự. Thế có nghĩa là, nghĩa là từ cái loãng đàn bà ở chốn cung di sẽ tiếp tay cho cái loãng giặc biên thùy cướp nước, nên ta vì lợi ích quốc gia quyết xóa bỏ tỷ hiềm năm trước, để hai ta cùng nối dòng tay chung sức đắp xây tổ quốc muôn đời. Lòng nay thằng thủy chung nhờ chữ công chứng giám cho lời. Nếu ai vì lợi ích riêng tư mà phản bội, tất cả triều thần xét tội sự công minh. Những việc ta làm thành bại hôm nay đã có sự sách của ngài mai ghi chép. Dân tộc ta còn mất là nhờ lòng cương quyết, từ mấy ngàn năm quanh liệt chống quân thù. Lòng thái hậu linh nhân từ bi hỷ xả, hoàng hậu thượng dương bao bái tạ ơn người. Kẻ hờn ghét phản bội gây ra, ôi chỉ vì lo củng cố kế thừa ngôi chính bề, nên tiêu diệt tỷ hiềm cấu xé diệt lẫn nhau. Dưới lòng tẩm tiên quân hồn thê thảm sầu đau, ngoài biên thùy giặc tống sắp tiến sâu giành đất, thì loạn nơi cung cấm các bà hoàng tranh chấp, làm tổn hao biết bao dòng máu đỏ ngập quân hoàng. Thượng vương hoàng hậu, đừng mềm lòng nhẹ dạ mà nghe tới lời đường mật. Đó là gươm, là giáo, là ba thước lụa giáo hình, là một bầu rượu độc. Bà đừng quên, gió buốt thịt da, tường đồng lạnh lẽo, nệm cỏ, vườn tre, bao nước mắt bao u sầu, mà lãnh cung đã phá tan cái hương sắc của bà. Trong khi đó ỷ lan quyền hành trong tay, nằm trên nhung trên lụa, đi trên gấp trên the, bao mỹ vị cao lương, bao cung tần mỹ nữ, phải đổi lại hai năm dài tuổi nhục, máu của Lý Thường Kiệt và máu của ỷ lan ác hậu phải loang đổ dưới chân bà. Ta phải làm sao? Phải nén nhục, cúi đầu, phải giả cười giả nói, để mưu chờ một dịp khác mà trả thù. Quân thiên triều sẽ kéo sang đây. Trả thù? Đúng, trả thù cái địa vị mẫu nghi đã mất, trả thù nhan sắc mà hai năm dài bà đã héo hắt cánh hoa xuân. Trả thù. Mộng đã tan rồi càng tuổi kiếp cô đơn, nụ cười heo ấp không còn như hoa nở. Ơn đức thái hậu xin ngẫm dành kết rõ,
bình thân và theo cung phi trở về lính Phụng Cát. Dạ, phụ quốc thơ sứ tống kính dân hoàng thái hậu chiếu văn. Thượng phụ, tế chấp tông buộc ta dâng nộp ngọc ấn long bào. Đầu ta chưa rụng thì đừng mong dâng long bào ngọc ấn. Trước dẫn nước như dầu sôi lửa bỏng, chung thân xin đem cái chết. Làm tương đồng, làm lũy sắt, để giữ gìn mạnh đất cha ông. Giải tâm đồng trước đền thờ quốc tổ, lấy xương máu, lấy xác thân, để dung bồi đại việt vững ngàn năm. Lập hương án, nhìn người dân Nam đang khao khát một ngày ngày về cho quê hương. Tan bóng quân giặc thù, nước Nam đón tiếp một ngày, một ngày một ngày vinh quang. Chúng ta đón chờ quê hương Thái Hòa. Quê hương ngày nay, quê hương ngày nay, quê hương ngày mai, quê hương ngày mai, quê hương ngày mai này. Trời Nam trong sông chơi chỉ một hàng màu danh lại luôn sông mình được vẹn toàn. Kiệt xâm lăng, kiệt xâm lăng. Hoàng đế! Kìa, hoàng huynh, anh từ chốn giang đầu giáp chiến đem tin về trận chiến ra sao? Huynh không được giữ đánh trận nào. Không được giữ đánh trận nào à? Phải, huynh được lĩnh quốc công giao phó, phải ở nhà cẩn thủ ven sông, hết tuần canh rồi lại canh tuần, hết tuần canh rồi lại canh tuần. Là một dũng tướng mà không được xuất trận giết giặc để lập công, tức thật. Hoàng huynh ơi, nghĩ cũng thương và khâm phục quốc công, việc gì cũng tự mình gánh vác, hy sinh vì xã tắc non sông. Huynh còn nhớ rõ 2 năm trước khi hạ thành Châu Ung, vậy mà tử thái ngài vẫn ung dung, đã làm cho quân giặc phải cuốn cờ xếp giáp. Phải cuốn cờ xếp giáp. Đúng, chúng đã cuốn cờ xếp giáp. Thế mà trận như nguyệt này, ôi đã 3 đêm rồi ngài chỉ khép hờ đôi. Thương non nước điêu tàn loạn lạc nhiễu như. Thương ba quân đạp tuyết dầm xương, thương dân chúng nằm đường ngủ chờ. Hoàng huynh ơi, tất cả chỉ vì địa thế nước Nam ranh giới giang sang sát liền bên nước giả mang tham tàn xảo trá. Ý đất rộng người đông xâm lấn tóm thâu thiên hạ rồi tự cho mình là chân mạng đế dương bá chủ chứ. Sau toàn dân ghi nhớ dài lâu, xương phơi trồng chất ngang đầu, máu đào loan khắp sông cầu. Còn bao người đang lê gót dải dầu, thế lương đô
thảm sầu, vẫn thấy lũ giặc cơ cầu. Chúng xâm lấn chữ hầu, vàng bạc tóc lúa gồm trâu. Nhị thái tử ơi, ta cũng như nhị thái tử, nhìn thấy quân giặc nó hoành hành dày xéo lên non sông đất tổ. Ai mà không xót xa tủi nhục cho cuộc đời nô lệ đắng cay. Những bóng phỏng làm tướng phải nắm phần chắc trong tay, chờ binh tiếp viện ta sẽ ra tay giết giặc. Dạ, giặc tập theo binh tới dạng sừng tiêu chiến. Lui! Dạ! Tiêu chi? Tiên đạt vượt giang tới xâm lớn bến sông cầu. Lui! Dạ. Dạ, Quách Phi và Triệu Tiết đã hét ở giữa sông thách thức quốc công đem binh hùng chống cự. Lui! Dạ! Quân giặc vượt giang đầu, dây dòng đai như nguyệt. Lui! Truyền chư tướng bế quan cẩn thủ, ngăn ngừa giặc dữ phá thành. Bẩm quốc công, cổ xá gì một lũ súc sanh, quân ta phải an binh bất động. Xin cho tôi được cởi thuyền đạp sông, quyết chém đầu giặc tông hung hăng. Tôi cũng xin chiến đấu diệt xâm lăng, ta đang chết chứ không sống nhục đi hiện đại. Dạ. Làm tướng phải tinh thông thao lược, chớ hồ đồ dân bước sẽ thiệt thân. Kêu vệ tướng quân Trần Nằm, dạ, xuống lệnh truyền chữ tướng giữ trại quân, an bình bất động, cấm không ai xuất trận. Tôi lên. Công. An bình bất động, cấm không ai xuất trận. Quân công. Tai nghe tiếng gió chân lướt dăm ngàn trùng. Tống càng sang lòng ta quốc hận sôi khí thiên, quê hương nước Nam càng gào thét, ơn trên giúp cho tôi trở thành trai nước Nam. Lòng nguyện thề chung sát bay chiến, thân biên thành bụi hồng. Tim ta yêu nước ta là trai sao cho đáng trai nước non hơn. Lừng danh chiến thì chiến, bạch đằng giang kia sát quân thù ngàn thầy phơi. Xin góp phần theo thượng tiền nhân Ngô Quyền diệt thần tông bàn. Xin góp phần theo thượng tiền nhân Ngô Quyền diệt tông bàn. Xuất trận. Quốc công người mệt mới vừa thiếp đi, hãy để cho người tỉnh dưỡng. Tôi muốn cần gặp ngài có điều cơ mật. Cơ mật gì? Mấy ngày nay quân Tuần Thành gặp gã lái bu làm mặt, hắn tên là Đỗ Mục. Đỗ Mục?
phải đặc điểm của gã có vết thẹo dài trên thái dương. Phải. Hắn không phải là Đỗ Mục mà là Vệ Uông gián điệp của nước Tống. Chính hắn đã phao tin đồn đãi, triều đình xuống chỉ bắt ngài dâng nạp cho Tống Bang. Bắt ngài dâng nạp cho Tống Bang, thảo nào trong ba quân nhốn nháo kinh hoàng, ngoài dân chúng hoang mang nghi hoặc. Bắt ta nộp cho triều đình Tống đó sao? Không dễ gì đâu. Vòng đai như nguyệt vẫn còn vững chắc, thì tâm thần tâm dù có vét của công lấy hết vàng trong kho cũng không đủ đúc cùng gấm cầm hai tay lão đưa sang Tống Quốc. Quốc công quá lao tâm lao lực, ngài ưu tư thuốc suốt đêm trường, nên mới đầu điểm tuyết pha sương, chòm râu ngài nhuốm máu bạc trắng. Nếu gì việc nước đêm ngày lo lắng, mà sâu tóc này của bạc trăng pha sương, để mong sao cho an vững miêu đường, lo trên dưới được vẹn toàn kế sách. Tóc đã bạc xin trời cho cứ bạc, để màu xanh đất nước mày thêm xanh. Gió lành đêm trường buốt thấu da, sao bằng cái lành của lòng ta. Thương non, thương nước, thương nòi giống mơ. Chiến đấu ngàn đời, dựng quốc gia. Bẩm quốc công, vết thương ngài chưa lành hẳn, xin mời ngài vào hậu trại nghỉ an. Ta còn nhiều ý nghĩ miên man, thức suốt sáng để làm cho hết. À này, nhị tướng quân, ta nhớ lại từ ngày ông cha ta lập nên Đại Việt, đã bao lần dùng dậy, quyết đồng tâm đánh đuổi giặc Bắc Phương. Như Ngô Quyền, diệt quân Nam Hán, giết Hoàng Thao trên trận Bạch Đằng Giang, và Lê Hoàng bắt giết Hầu Nhân Bảo trong trận Chi Lăng, phá tàn quân Tống trên Sư Lạng. Nhị tướng quân mau đốc đuốc theo ta xem thế trận, học người xưa kinh nghiệm diệt xâm lăng. Xin tuân lệnh. Thank you.
trống rải khắp cánh đồng, len lỏi núi sông, đánh bằng cả tấm lòng quyết cả cảm tử hy sinh. Đến khi mưa đông đánh bằng nắng hạ, nhớ giặc vượt qua sông vào hiểm địa tấn công. Tai ta nghe rõ tiếng nước non từ giảng thuở, hào khí bừng bừng trong sắc đỏ rang chiều pha. Này nhị vị tướng quân, hãy mau sửa soạn bút nghiêng ra, để ta ghi lại lời của ông cha đồng giọng. Xin tuân lệnh. Này cho các ca công Đoàn Quy, dạ, Triệu Lý Ngân tới bản doanh thân lệnh. Tuân lệnh. Bẩm, có vị quý hạnh qua xin vào bái kiến. Cho vào. Dạ, vệ quý hạnh qua bái mừng nghĩa phụ. Hạnh qua con, nẻo quan sang mưa nắng dẫm trường, con đã giả biệt kinh đô đến tuyên đầu như nguyệt. Trẻ chẳng ngại dầm sướng đổi tuyết, chỉ xót cha già tánh mạng lâm nguy. Không sao, vết thương của cha nay đã lành rồi. Dạ, con mời nghĩa phụ ngồi. Nghĩa phụ ơi, kể từ buổi chia tay cách mặt, nhớ thương cha quặn thắt can trường. Trên mái đầu đã điểm tuyết pha sương, dài mang vết chiến thương thầm khóc. Dạ thưa cha, phen này con thề cùng Tống Quốc quyết một phen sống mãi báo thù cha. Ôi nghe những lời con hiếu để thiết tha, càng xúc động lòng già thương xót trẻ. Nghĩa phụ ơi, con là một đứa trẻ mồ côi không cha mẹ,
chào đời đã nuốt lệ thay cơm. Thân cô đơn ngậm hờn tuổi hồ, tuổi dài khờ sống vật vờ đói khổ. Vùi dập kiếp con người trong bao tố phong ba. Con đã nhờ cha nhân đức bao la, lòng yêu thương như giọt máu châu ngọc. Hương sắc mặn mà nhờ tựa gốc danh gia, con cũng vì cha quên cả đời qua cách đức giữa hai nhà, để cho lệ rơi quen ma phấn nhạt nhòa. Cũng bởi người ta gây ra khốc liệt, ám sát cha già kia gầy gió lốc tới bời. Ban nước non dù chôn cả dòng nòi, tình đời đành lỡ giữ dòng đai như nguyệt, được lệnh truyền bái kiến quốc công. Hoàng, hạnh qua con. Dạ. Hãy ở lại đây để pha tan đám mây mù. Hôm nay chuyện ngai vàng đã rõ, lỗi lầm xưa hai trẻ chớ để lòng. Đợi mai này bình định non sông, cha sẽ kết tao phục duyên ước. Qua Ly Ngân, hai con hãy nói lại lời thề non nước, dắt dìu nhau cùng sánh bước chung đôi. Qua hồi sóng gió vừa qua, con hãy vào trong lo chu toàn mọi việc, sắp thế trận cho nữ binh chờ lúc phản công. Xin tuân lệnh. Ly Ngân,
đã cần một người dũng cảm tận trung về triều nội xin binh hùng tiếp diện. Nếu vậy thì tiểu tướng tuy tài sở trí thiện, quyết làm tròn ý nguyện truyền sai. Hay lắm. Đây thanh kim tượng trưng hồn tổ quốc, và đây mảnh chiến y để phòng khi lạnh buốt giữa đêm trường. Cùng con bạch long câu đường trường tung gió ký, chạy suốt đêm ngày mà vẫn phóng như bay, không dừng chân nghỉ. Ta tặng cho chàng con ngựa quý này là để vượt quan sang. Dạ xin đa tạ tiểu tướng ra đi, xin hứa nhiệm vụ hoàn thành phơi tỏ tâm trung nghe ca. Còn một việc quan trọng nữa, tướng quân cũng phải lo cho chu toàn. Dẫu gì khó khăn gì, cháu xin thề trải mật với gan. Phải dò xét truy lùng bắt cho được tên Tấn Giang. Tuân lệnh quốc công. Tiểu tướng lên đàn phi mã bốn ngàn trở lại chốn Trường An. Quân sĩ trốc mã. Hoàng phi hãy buông dạ ra, chuyện gì mà gào khóc thét la, hãy bình tĩnh từ từ cứ nói. Tế phụ ơi, cam cảnh ma hồng mòn mỏi, sống bơ vơ trên cõi tuần hoàng, bị bọn người ngoại tộc mưu toan, đem bán đứng gian sang họ nên chúng sắp bại mưu thần chức quỷ, đã gieo rắc tống tàn khổ lụy cho đời thương đau. Chồng con đã bị dập dùi chôn sâu, liệm xác nơi cửa ải gian đầu, hận kẻ gây thảm họa cơ. No!
nên nghi hoặc nghe theo những lời bịa đặt, những tin đồn của giặc pháo du, để hại ngầm những đấng sĩ phu, ngoài quân dân đoàn kết diệt giặc thù, trong triều đình ta phá tan án mây mù. Tế phụ ơi, nay chồng của cháu đã vùi thay nơi làng nương bạc. Nếu tế phụ không để lòng minh xét, thì cầm tu quyết liệu thân giữa chốn sân rồng. Tâm chim chức giành ngôi, để vô tướng làm mồi cho sông dừng. Trầm tóc ta lên mái đầu quá cũ, khóc tuổi xuân dò dò chốn quê phòng. Nỗi xót đau của cháu cũng là niềm rai rứt ở lòng ta. Xin tệ phủ hiểu cho lòng chung cháu, tất cả chỉ vì ngôi bao của dòng họ nhà. Một họ nhà đâu phải là một quốc gia. Nên nhớ, tổ quốc mất thì tất cả chúng ta đều chết nhục. Quan tệ chấp, xưa nay vốn quan hồng nhân đức, sao bây giờ chẳng đồng lòng thương xót sanh linh? Thương sanh linh muốn cứu khỏi quả đao binh, chỉ có cách là đánh dập đầu quân Tống. Dạ phải, thưa ba phụ, nhĩ hoàng phi. Đánh dập đầu quân Tống, đập tan mộng xâm lăng, sừng chúa tể chư hầu sủng động kiêu căng, thì dân Nam ta mới sống yên lành quán lạc. Kìa, Ly Ngân, có phải cháu dân lĩnh đô quốc công từ biên ái hồi triều? Bẩm bá phụ, đôn quốc công cùng chiến sĩ kiên ngà gan, chống giặc thù không kể ngày đêm. Tử sanh trong kẻ tóc đường tơ, nhưng lương thảo sau mấy tuần trăng đã cạn. Dân lệnh quốc công cháu mang về triều biểu chương, như nguyệt đêm ngày mòn mỏi đợi trong. Xin triều đình tiếp diện quân lương, kính dâng lên để ba phủ tường tri. Dương phi ơi, tướng sĩ xả thân nơi trận mạc, là để cho muôn dân được sống an lành. Sao còn gây chi điều bão lớn giông to, khiến cho nản lòng kẻ cầm cương lên ngựa. Ta không muốn nghe những lời biện minh, bởi phủ tướng ta tử nạn giữa xa trường, vì nước non mà bọc thay giá ngựa. Trong gió lốc bụi lầm, chồng ta chết là do thâm ý đôn quốc công. Sai rồi, thưa nhị hoàng phi, lượng thế giặc quốc công án binh bất động. Chính nhị thái tử tự ý xuất quân để mang theo ngàn quân sĩ hy sinh, mà đôi cánh tay của Lý Ngân này đã mang xác chiêu văn về Như Nguyệt. Sao? Mang xác chiêu văn chồng ta về Như Nguyệt à? Thưa dân. Trời ơi, như thế nghĩa là sao? Ta thở tin ai bây giờ? Bẩm bá phụ, đây là bài thơ thần, sẽ việc tan lũ Bắc Phương hòa tiếng hát làm mềm lòng quân Tống, mà chính đôn quốc công đã hạ bút lúc điều quân. Nam quốc sơn hà Nam đế cư, tiết nhiên đỉnh phận tại thiên thư. Như hà nghịch lộ lai xâm phạm, như đẳng hành kháng thủ bại hư. Hay
hay, tuyệt tác, tuyệt tác. Tuyệt tác, tuyệt tác à? Hoàng hậu quang lâm, chung thần chậm trễ tiếp nghinh, xin lĩnh bà tha tội. Bái kiến di mẫu. Mời lĩnh bà an tọa. An sao được mà an, tọa sao được mà tọa. Toàn dân Đại Việt đã chết thảm nhiều rồi, mà ông Lý Thường Kiệt vẫn ngồi ngâm nga thi phú. Quân sĩ thì chết lấp vùi thân xác, mà ông chỉ ngồi để hưởng lạc mua vui à. Thưa di mẫu, giống chim én chim sẻ làm sao hiểu được chí lớn của chim hồng chim học. Gần Đôn Quốc Công chả mới thấy được người lược thao tài đức phi thường. Phi thường? Phi thường mà đi đến nơi nào cũng gieo đau thương chết chóc, dùng tài quỷ quyệt xô chiêu văng xuống dòng nước sông cầu, lấy đức tinh ma để quằn chân vùi thay trên nham điền cốc. Ai mà không biết ông Lý Thường Kiệt tài đức phi thường. Lý Ngân. Dạ. Ngươi hãy trả lời cho ta rõ, bàn tay nào gây sự ở Ung Châu? Quê muôn thương nước kháng chiến binh mới đầu, trẻ thơ đài đọa không cha, mẹ già buồn tuổi xót xa. Đôn Quốc Công mái giấy động can qua, khiến cổ cây ngơ ngẩn đất tháng trời sầu. Sao ngươi chẳng hiểu chuyện cơ cầu, lửa giận trong lòng chẳng thấy bừng sôi, lại tiếp tài với bọn bầy tôi, manh tâm sức qua vào nhà để giết hại lần một. Dòng dõi của hoàng gia đem giọt máu quý của ông cha pha lẫn máu bọn tôi loạn, chỉ vì xa cách sơn hà tận vì phường giả mang. Ta không thể ngỡ tay để mặc cho bọn chúng lộng hành. Vậy ý hoàng hậu như thế nào? Xin cho lão phu được đi. Muốn cho yên nhà lớn nước, và dẹp tan khói lửa càng qua, để con khỏi cảnh khóc già. Chỉ còn một cách mà thôi. Cách gì tâu hoàng hậu? Muốn cho hai nước Tống, Lý giao hòa như cũ, chỉ còn một cách là bắt Lý Thường Kiệt nộp cho triều đình nhà Tống. Hả? Sao hoàng hậu có thể thốt ra những lời bất nhã như thế chứ? Đây không phải là lời ta, mà là ý của toàn dân. Không. Dường giao cắt non sông khuyên nguy, nhưng sao có người khoanh tay ngồi ngó. Lòng nào không đau thương, ngồi nhìn quê hương trong cơn máu lửa quân thù tàn phá. Cửa nhà bẩm bình chương quân quốc thái sư, hiệu quý Lý Ngân xin dâng ngài bức mật thơ, để biết rõ ai là kẻ bán đứng gian sang Đại Việt. Linh nhân thái hậu quan lâm, chuẩn bị cung nghênh linh nhân thái hậu. Thái hậu vạn vạn tuế. Ta miễn lễ, quan tể chấp. Khắp kinh thành xảy ra điều kỳ quặc, một nhóm người chết khăn trăng mặc áo xô, miệng gào la, tay giống trống phất cờ, đòi bắt Lý Thường Kiệt nộp cho quân Tống.
Mưu tâu thái hậu, đây dĩ hoàng phi cũng công năm người giống trống, loài hạ thần có tội Đôn Quốc công mưu sát Hoàng Chiêu, đó là do tống cho người sang đây gây ly gián đủ điều, mua chuộc kẻ tham quyền tước manh tâm ban nước. Qua bức mật thơ này thái hậu sẽ rõ căn nguyên. Quan tế chấp, do đâu khanh có bức thơ này? Dạ, do hiệu quý Lý Ngân trình nạp. Lý Ngân hiệu quý à? Tấu thái hậu, trên đường từ Quán Ải trở về, thần đã bắt được gã mang thơ. Hay lắm, vậy hiệu quý hãy mau mời vị thượng khách ấy vào đây. Tấu dân. Ôi, sao bỗng dưng ngọc thể bất an, có lẽ vì phong vũ bất kỳ. Thôi, để ta hồi cung linh phụng. Hoàng hậu, hoàng hậu nán lại để tiếp rước vị khách đường xa đến viếng. Ta nào quen biết với ai mà bảo là có khách phương xa đến thăm hỏi. Là hay quen rồi hoàng hậu sẽ rõ. Mời lĩnh bà an tọa. Ta mời lĩnh bà. Tấu thái hậu, đây là Vệ Uông, cải tên là Đỗ Mục, giả khách thương từ biên giới vào kinh, đã phao tin là triều đình đòi bắt nộp quốc công, làm cho tướng sĩ hoang mang lo sợ. Thế à, đã gặp nhau sao còn làm mặt lạ chẳng thân. Thượng dương hoàng hậu, bà nghĩ thế nào khi tàng chứng đã rõ ràng cơ sự? Quan tế chấp, ông hãy nói năng cho dè dặt. Đừng quên, ta là bậc mẫu nghi thiên hạ. Chẳng cần ngôn, ta sẽ chiếm bay đầu. Con gá này là ai? Ta nào biết nào quen. Tên gián điệp thông đồng từ cung cấm, bạn quê hương đất nước của cha ông, chịu suốt đời hàng phục tống thần tông, mà kẻ mãi quốc cầu vinh, chính là thượng dương hoàng hậu. Trời, thượng dương hoàng hậu thông đồng cùng giặc tông, gây điều tàn tan tốt cho quê hương. Vậy mà bà bảo chồng tôi chết là do Đôn Quốc công mưu hại, để manh tâm chiếm đoạt ngai vàng. Thái hậu, thái hậu ơi, xin tha cho chúng con tội tiếp giáo cho giặc và phản bội giống nội. Ta xót thương cho phu quân của các con, nhưng hãnh diện là nó đã chọn cái chết oai hùng cho dân tộc. Công kia cũng đủ tha thứ tội này. Thôi, các con hãy yên lòng về tứ dinh an nghỉ. Xin đội ơn thái hậu, bay biệt tể phụ. Khốn nạn! Giáp sĩ! Dạ! Dân lĩnh truyền hạ ngục Vệ Uông! Lý Đạo Thành, Ý Lan, chúng bay hết bài trò này sang trò khác. Chắc có lẽ các người muốn bắt ta vùi thay trong ngục lạnh, mới đặt điều cho rằng ta bán nước hại dân. Bằng cớ đâu? Đừng du không hàm hồ. Đây, ta xin trả lại cho bà lời du khống. Ôi, hồn tiên đế anh linh trong gió lộng, có thâu nỗi xót xa của kẻ gối chân, mạnh tâm phản quốc cầu vinh. Giả mạo? Không phải giả mạo, mà chính là sự thật.
Quan Tế Chấp và ta đã nhận được tin, nên ta lệnh bắt giam nhân. Cuộc chúng nó cũng khai gốc ngọn đuôi đầu. Những kẻ khóc la đòi chồng ngoài cũng cấm. Đứa cầm đầu bởi Liễu Huệ Thanh Mai là hai cung nữ của hoàng hậu Thượng Dương. Chuyện tài trời là phong thơ gửi Tống Dương, hẹn ngài làm nổi gián ngoại kết nổi công. Tổ quốc thiên liên đâu phải của riêng mình, mà sức ngoại ban vào toàn dạy xeo nắng tàn. Này Quan Tế Chấp, còn việc Đôn Quốc Công xin binh tiếp diện, khanh định lẽ nào? Tàu Thái Hậu, để trong dân chúng chẳng còn nào nung, bên ngoài chiến trường tướng sĩ giữ can cường, xin cho Liên Ân sớm trở lại biên cương. Vì bảo cho Đôn Quốc Công biết rằng, trong nội nhật triều đình sơn binh tiếp diện. Nhưng còn ai? Ai sẽ thông lãnh hùng binh sông lướt tiếp tay? Thần phụng lãnh hưng binh tiếp chiến. Là Khanh à? Dạ. Được, vậy ta phó thác cho Hiền Khanh chu toàn quốc sự. Xin tuân lệnh, Liên Ân dục tuân mã phản hồi quan ấy, bảo cho Đôn Quốc Công biết rằng nổi nhất triều đình sơn binh tiếp diễn. Xin khâu từ nước gió tách đường mây. Còn Thượng Dương hoàng hậu tội tư thông quốc tặc, xin thái nương về chiếu gia hình theo quân pháp. Quan Tế Chấp, dù sao Khanh và Thượng Dương cũng nghĩa thông gia. Ta Tàu Thái Hậu, thần thọ chức bình chương quân quốc, là vì dân, vì nước, gắng sức giả lo cho nước, cho dân, chứ chẳng phải vì ao mạo đai cấn, lòng chẳng luyến cao lương mỹ gì. Ngoài chiến lũy hàng vạn dân quân tướng sĩ, đêm từng đêm, ngày qua ngày, giáo đối giáo, gươm kề gươm, chiến đấu với giặc thù, giành lại từng tấc đất thân thương. Thế mà ở nơi chốn cung chương, có kẻ nở ban máu của dân để mưu cầu đi gì? Tàu Thái Hậu, quân pháp có câu: tiên trị kỳ gia, hậu trị kỳ quốc. Xin thái nước về chiếu sử lãnh trị. Chết tôi rồi. Thái hậu, Thái hậu, chị Giang em dù sao cũng vẫn quần thoa, xin nhớ phước thứ tha cho chị. Em ơi, chị lỡ có một lần bán nước, xin thề chẳng dám tái phạm lần sau. Quan Tế Chấp ơi, ta chỉ xin giảm mang lăng trì, mà dám trọn đời vào lãnh